Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Bản tin cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Giới chức Ukraine vừa cho biết Nga đã phóng hơn 40 tên lửa vào các thành phố của nước này, trong đó thủ đô Kiev đã hứng chịu một trong những vụ tập kích tồi tệ nhất trong cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong thông báo mới nhất cho biết các lực lượng Nga lại tiếp tục tấn công quy mô lớn bằng tên lửa nhằm vào các thành phố của Ukraine. Theo nhà lãnh đạo này, hơn 40 quả đạn các loại đã tập kích vào thủ đô Kiev cùng các thành phố Dnep, Slavyansk và Kramatorsk. Nhiều khu dân cư, cơ sở hạ tầng và một bệnh viện đã bị hư hại. Lần này, đòn tập kích hàng loạt xảy ra vào ban ngày thay vì ban đêm hoặc dạng sáng như các đợt tập kích quy mô lớn trước đó. Theo lực lượng không quân Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào nhiều thành phố khác nhau của Ukraine, bao gồm việc sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhan Loại tên lửa này là một trong những vũ khí tiên tiến nhất của Nga. Nó bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh nên rất khó bị đánh chặn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương sau khi Nga tấn công vào một số tỉnh thành của Ukraine. Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất của Nga trong vòng vài tháng trở lại đây. Theo Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia Ukraine, trong số những người thiệt mạng, 33 người ở thành phố Kiev, 11 người ở tỉnh Dnepetrovsk, Ngoài ra, khoảng 100 cơ sở hạ tầng bị phá hủy, trong đó có trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện. Ông Zelensky đã lên án vụ tấn công và kêu gọi các đồng minh, đối tác hỗ trợ Kiev nhiều hơn nữa để đối phó với mối đe dọa. Hãng tin Trianovosti của Nga đưa tin quân đội Ukraine vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng khi tự bắn nhầm tên lửa phòng không của mình vào bệnh viện Okhmadi tại thủ đô Kiev, khiến nhiều người thiệt mạng. Trước đó, Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 40 tên lửa vào các thành phố của nước này. Trong đó, thủ đô Kiev đã hứng chịu một trong những vụ tập kích tồi tệ nhất trong cuộc xung đột. Nga khẳng định các tên lửa của họ chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của Ukraine, không nhắm vào dân thường và các công trình dân sự. Khi bị quân đội Nga tập kích bằng mưa tên lửa, phía Ukraine đã nỗ lực đánh chặn, nhưng quân đội Kiev đã để xảy ra một sai lầm chết người. Binh lính Ukraine đã bắn tên lửa phòng không sai mục tiêu các tên lửa không những không đánh chặn được đòn tập kích của Nga mà còn bay lạc vào bệnh viện Okhmadit ở Kiev, tạo ra thảm cảnh chết chóc ngay tại thủ đô của Ukraine. Giới chức Nga có đầy đủ bằng chứng để chứng minh tên lửa đánh vào bệnh viện ở thủ đô Kiev là do Ukraine bắn lỗi. Nga khẳng định chính quân đội Ukraine đã tự cướp đi sinh mạng dân thường vô tội của mình với sai lầm chết người và tên lửa Nga đã hoàn thành nhiệm vụ đánh vào các mục tiêu quân sự của Bộ Chỉ huy Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine và Mỹ lại ra sức bưng bít câu chuyện này. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Hoa Kỳ đang giữ im lặng về việc tên lửa phòng không Ukraine bắn trúng một bệnh viện ở Kiev, với hy vọng lợi dụng tình hình này để chuyển giao vũ khí mới. Đại sứ Nga cáo buộc Washington đạo đức giả khi cố bưng bít sai lầm chết người của Ukraine, cố đổ lỗi cho Nga để có cớ chuyển giao thêm vũ khí phòng không cho Kiev. Theo nhà ngoại giao này, những gì xảy ra chỉ nói lên một điều, phương Tây nên ngừng cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev, khi chính quyền Zelensky vốn đang giết hại dân thường ở Nga và tàn sát cả dân thường Ukraine. Hãng tin Ria Novosti đưa tin, tướng quân đội Pháp Nicolas Rejouk vừa đưa ra nhận định cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sớm hay muộn cũng sẽ phải gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin để giải quyết xung đột ở Ukraine. Tướng Pháp thẳng thắn chia sẻ, tôi nghĩ rằng hiện nay sớm hay muộn ông Zelensky cũng sẽ phải khuỵu gối xuống và xin đàm phán với Putin vì ukraine không có chiến thắng trên chiến trường và đang ở thế cực kỳ bất lợi khi bạn không có sức mạnh quân sự và phải đi ăn xin viện trợ bạn không thể ảo tưởng vị thế của mình cao hơn đối thủ bây giờ zelensky vẫn khăng khăng không đàm phán nhưng không lâu nữa chắc chắn ông ta sẽ phải cầu xin putin để được đàm phán đó là kịch bản mà bất kỳ nhà phân tích quân sự nào cũng có thể thấy trước tuy nhiên vị tướng pháp nhắc lại rằng trong lịch sử thế giới việc một vị tổng thống đầu hàng hoàn toàn là một trường hợp hiếm khi xảy ra. Vì vậy trong tương lai, phương Tây sẽ cố tìm cách giữ thể diện cho họ và Ukraine bằng việc kết thúc xung đột bằng con đường ngoại giao, tránh tuyên bố đầu hàng. Dù thực chất đàm phán ngoại giao chỉ là cách nói giảm nói tránh sự thất bại thảm hại của phương Tây và Ukraine. Một nhóm binh sĩ Ukraine mới đây đã đầu hàng gần Abdiivka, theo gương cựu lính tăng Maxim Likhachev, người đã đánh cắp một chiếc T-64 và lái sang phía Nga. Trong số những người đầu hàng có quân nhân của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 59 và Lữ đoàn Pháo binh tên lửa số 107, những người này cũng đã tham gia phỏng vấn với hãng tin TASS. Denis Beliajev, một trong các tù nhân kể rằng, khi đảm nhận các vị trí ở khu vực Neveskoye, tôi chứng kiến trạng thái chán nản và vô vọng của tất cả mọi người, nên đã đề nghị họ lặng lẽ đầu hàng. Chúng tôi thà sống trong cảnh bị giam cầm còn hơn là chết một cách vô ích. Chúng tôi cũng đã tham khảo trên Internet mọi người đầu hàng như thế nào, ngay cả khi mang theo các phương tiện chiến đấu, và mọi thứ với họ đều ổn, vì vậy chúng tôi đã thử và thành công. Denis Beliajev là người gốc Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia. Anh đến Odessa để làm việc khoảng 3 năm trước, nơi anh bị nhân viên văn phòng đăng ký nhập ngũ bắt giữ. Tù binh này chia sẻ rằng, Quyết định đầu hàng cuối cùng được đưa ra sau vụ việc của lính tăng Maxim Likhachev, người vừa được nhập quốc tịch Nga ít ngày trước. Beliajev cho biết, tôi đã có liên hệ, tôi đại khái biết cách liên lạc với phía Nga và mọi người trong đơn vị đã ủng hộ tôi bởi chúng tôi không có nhiều lựa chọn. Cùng với Beliajev, ba quân nhân khác của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã đầu hàng. Tất cả họ đều nói mình bị buộc phải ra mặt trận từ việc động viên cưỡng bức. Trang tin Sila đưa tin, vào ngày 8 tháng 7, quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình vào thủ đô Kiev của Ukraine. Lực lượng hàng không Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo KH-101 trên máy bay. Theo các quan sát của kênh Telegram Military Observes, một đợt tập kích mạnh đã được ghi nhận tại khu vực sân bay Giuliani. Các nhân chứng cho biết có một đám cháy và những đám khói đen bốc lên bầu trời. Military Observes xác nhận rằng tên lửa đã bay đến khu vực sân bay Giuliani ở thủ đô Kiev lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ để đánh chặn. Trước đó, ông Oleksandr Gusev, thống đốc vùng Voronezh ngày 7 tháng 7 xác nhận, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine đã xảy ra tại một khu định cư ở quận Pagorensky. Sau vụ tấn công, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Tổng thống đã nói rằng chúng tôi sẽ đáp trả và tôi tin rằng các bạn sẽ thấy điều đó trong tương lai gần. Họ, Mỹ và NATO liên tục nói rằng họ không xung đột với Nga, đây không phải là một bộ mặt dũng cảm trong một tình huống tồi tệ. Đó là những gì tôi sẽ nói và họ hiểu rất rõ điều đó. Vụ tấn công Kiev nêu trên có khả năng chính là động thái đáp trả của Nga chỉ một ngày sau vụ Kiev tập kích. Truyền thông Nga công bố một đoạn video cho thấy lực lượng pháo binh của quân đội nước này phóng hàng trăm quả rocket từ hệ thống phóng loạt Grad và các mục tiêu quân sự của Ukraine chỉ trong chưa đầy một phút. Theo Aviapro, nhóm tác chiến phía tây của Nga đã thực hiện cuộc tấn công lớn và các mục tiêu quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Donetsk. Trong quá trình tác chiến, hàng trăm quả rocket 122mm đã được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad. Quan sát đoàn video được công bố, việc phóng hàng loạt quả rocket đã được thực hiện trong vòng chưa đầy một phút với sự tham gia của 5 bệ phóng. Một loạt đạn đã tập kích vào chiến hào và công sự của đối phương, gây ra thiệt hại đáng kể cho lực lượng Ukraine. Theo các nhà quan sát quân sự, hỏa lực lớn như vậy có thể làm suy yếu một phần khả năng chiến đấu của Ukraine và mở đường cho các hoạt động tấn công tiếp theo của quân đội Nga. Tờ Ukraine Form dẫn báo cáo của viện nghiên cứu chiến tranh ISW đánh giá rằng Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể có ý định tận dụng nỗ lực tiến bước ở thành phố Toretsk thuộc vùng Donetsk để tạo cơ hội giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Chasovya, nơi họ đã chiếm được một số quận quan trọng hoặc khu vực Azovka người phát ngôn lực lượng tác chiến Khotysia của ukraine trung tá naza volosin đầu tháng này cho biết các lực lượng nga đang bắt đầu tấn công vào chasovia từ hướng toresker phía nam chasovia và hướng tấn công này chủ yếu sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ và thỉnh thoảng kết hợp tấn công bằng lực lượng cơ giới theo các nhà phân tích của isvk việc ông volosin đánh giá lực lượng nga đang tìm cách tấn công về phía nam chasovia từ khu vực toresker là đáng chú ý nếu các lực lượng nga có thể kiểm soát và phát triển một khu vực rộng lớn hơn ở vùng giao nhau giữa Sumy, Pipdene, Pipniche, Toresco, thì họ có thể đe dọa Chasovia một cách chắc chắn hơn từ phía Nam, bổ sung cho các nỗ lực tấn công đang diễn ra của Nga ở phía Bắc Chasovia gần Kalinivka. Tuy nhiên, nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovet đã liên kết những nỗ lực của Nga theo hướng Toresco với những nỗ lực đột phá theo hướng Pokrovsk. Ông Masovet lưu ý rằng các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Toresker và bộ chỉ huy lực lượng trung tâm của Nga đã triển khai thêm các tiểu đoàn và đại đội tấn công gần Toresker để hỗ trợ các chiến dịch đang diễn ra. Nhà quan sát Masovet lưu ý rằng các yếu tố tấn công theo hướng Toresker có liên quan trực tiếp đến hướng ADIKA và đánh giá rằng quân đội Nga thuộc nhóm lực lượng trung tâm đang tìm kiếm cách ngăn chặn các vị trí của Ukraine dọc theo đường H32, Pokrovsk, Konstantinovka một tuyến đường quan trọng cung cấp hậu cần cho lực lượng Ukraine ở Toretsk. Những quan sát riêng biệt của ông Masovet và Volosin về triển vọng các hoạt động tấn công của Nga gần Toretsk phản ánh một động lực chiến trường đáng chú ý. Bộ chỉ huy Nga có thể đã chọn tăng cường các hoạt động tấn công gần Toretsk vào giữa tháng 6 vì khu vực này mang lại cho lực lượng Nga một điểm xuất phát linh hoạt mà họ có thể tấn công về phía Bắc tới Chasovya hoặc phía Tây, Tây Nam theo hướng Adivka tùy thuộc vào tuyến đường tấn công nào mà Bộ Chỉ huy Nga cho là hứa hẹn nhất. Kênh Military Summary đưa tin, tuyến phòng thủ của Ukraine ở Pistane và New York thuộc vùng Donetsk đã sụp đổ. Theo đó, các hoạt động của Nga ở xung quanh Toresk cũng đang gia tăng trở lại. Họ đã tiến thêm được khoảng 500 mét vào Pipnicheni và chiếm được tòa nhà cao tầng ở cực Bắc. Hiện chưa rõ cuộc tấn công đến từ hướng nào. Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa tin, trên hướng này, làng Chigari đã được kiểm soát trong khi đó ở new york lực lượng moscow cũng đang tiến bộ đoàn video ukraine phản công cho thấy đối phương đang áp sát trung tâm khu định cư ngoài ra có thông tin cho rằng kiev đã tăng viện khẩn cấp lữ đoàn 32 từ vùng sumy ở mặt trận phía bắc đến Toresk. điều này cho thấy tình hình nguy cấp của người ukraine trong khu vực này theo hướng Kupiansk, giao tranh ác liệt hiện đang diễn ra xung quanh các làng Pistane và Makivka ở đông nam thành phố. Theo các nguồn tin Ukraine, Nga đã chiếm được phần lớn cánh đồng phía bắc Novoselovka Presa. Ngôi làng có nguy cơ bị bao vây khi lực lượng Moscow hiện chỉ cách những ngôi nhà đầu tiên của làng chưa đầy một km từ nhiều hướng. Kênh Ridovka nhận định, cuộc đột phá của Nga gần New York và Toresk tạo tiền đề cho việc bao vây nhóm binh sĩ Ukraine ở Krasnokorovka cụ thể lực lượng moscow tiếp tục tiến vào vùng phòng ngự kiên cố torresker các binh sĩ nga đột nhập vào thành phố bằng cách sử dụng một đường hầm từ goloka đến giao lộ của các tiểu khu druzba và sevenoe và tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát họ cũng tiến vào sevenoe từ phía nam tại new york lực lượng kiev tháo chạy về trung tâm ngôi làng dưới sự che chắn của các tòa nhà cao tầng và sông krukotores Bộ chỉ huy Ukraine cũng rút các đơn vị bộ binh từ các vị trí kiên cố ở phía đông khu định cư sau khi bị Nga bất ngờ tấn công thọc sườn. Theo hướng khắc cốp, lực lượng Moscow đã vượt qua Svesky Donetsk và giành được chỗ đứng tại Prilipki, từ đó tạo ra mối đe dọa đối với căn cứ đạn dược của Ukraine, nơi cung cấp hậu cần cho Volchansk. Tại Krasnokorovka, theo hướng Donetsk, Nga cũng tiến từ hai hướng và chiếm hầu hết các tòa nhà cao tầng, Ngoài ra còn tạo tiền đề cho việc bao vây chặt hơn các đơn vị đồn trú của đối phương. Phía Nga vừa công bố video UAV theo dõi 3 xe phóng HIMARS của Ukraine đến nơi ẩn nấp, chỉ điểm cho tên lửa đạn đạo Iskander tập kích mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 8 tháng 7, không quân chiến thuật, máy bay không người lái UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 3 bệ phóng pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất, hạ khoảng 10 chuyên gia nước ngoài đang bảo dưỡng chúng. Video được công bố sau đó cho thấy UAV trinh sát tầm cao Nga sử dụng cảm biến ảnh nhiệt để theo dõi các xe phóng đạn của tổ hợp HIMARS di chuyển trên đường cao tốc trước khi tiến vào địa điểm trú ẩn ở vạt rừng làng Klapaya thuộc tỉnh Kherson. Lực lượng Nga quyết định tung đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander M sau khi xác định được cả ba mục tiêu đã nằm yên vị tại nơi ẩn nấp. Quả đạn dường như phát nổ trên không để tăng tối đa hiệu quả sát thương, khiến quần lửa, sóng xung kích và mảnh văng trùm xuống khu vực đám cháy lan rộng và thiêu rụi cả vạt rừng, trong khi hai ngọn lửa lớn tiếp tục cháy ở khu vực đặt các mục tiêu được cho là bệ phóng HIMARS. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Truyền thông Nga vừa công bố một đoạn video và cho biết bốn quả bom chùm RBK-500 đã đồng loạt được thả xuống các mục tiêu quân sự của Ukraine trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tập kích đã dẫn đến tổn thất to lớn cho lực lượng Ukraine về nhân lực và khí tài quân sự, Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố được quay bằng thiết bị bay không người lái UAV có gắn camera ảnh nhiệt, cho thấy sức hủy diệt kinh hoàng của bốn quả RBK-500, phá hủy một diện tích rộng lớn cứ điểm của phía Ukraine. Hiệu quả của những trận oanh kích như vậy được giải thích không chỉ bởi sức mạnh của loại đạn, mà còn bởi tính chính xác của việc sử dụng chúng nhờ tích hợp mô đun UMPC. RBK-500 có trọng lượng khoảng 500 kg, khi được kích nổ sẽ phát tán vô số đạn con, gây sát thương trên một khu vực rộng lớn, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga cũng tích cực sử dụng bom hàng không với nhiều trọng lượng khác nhau, từ 250 kg đến 3 tấn, để tấn công nơi tập trung quân, các vị trí kiên cố và những mục tiêu chiến lược của đối phương. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra một tuyên bố cho biết, tuần này tôi sẽ chào đón Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo NATO tới Washington. Tôi cũng sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để nói rõ rằng sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine là không thể lay chuyển. Cùng với các đồng minh, chúng tôi sẽ công bố các biện pháp mới để tăng cường sức mạnh phòng không của Ukraine. Theo ông Biden, điều quan trọng là thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Nga tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào một số tỉnh, thành phố của Ukraine. Vụ tập kích khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương, nhiều hạ tầng bị phá hủy, Vụ tấn công xảy ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 tại Washington. Một trong những chủ đề quan trọng của hội nghị là cuộc xung đột ở Ukraine. Nhân dịp này, ông Zelensky sẽ kêu gọi NATO viện trợ thêm nhiều hệ thống phòng không tiên tiến Patriot cho Ukraine. Chuyên gia George Barros thuộc viện nghiên cứu chiến tranh nhận định, ý chí chính trị là nhân tố quyết định trong cuộc xung đột ở Ukraine và trọng tâm cuộc xung đột này không nằm ở chiến trường, mà là ở những gì xảy ra tại Washington. Ông Barros nói, hiện tại Nga đang ở thế thượng phong. Nga có thể lựa chọn địa điểm, thời gian, nhịp độ chiến đấu và cường độ họ muốn tiến hành các chiến dịch tấn công ở bất kỳ nơi nào dọc gần 1.000 km tiền tuyến. Điều này giúp họ tấn công một số tuyến liên lạc mặt đất then chốt cũng như hành lang tiếp tế, kết nối với một số thành phố lớn quan trọng, hình thành nên xương sống phòng thủ ở phía đông của Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Barros, Nga đang phải trả cái giá khá đắt cho những bước tiến này với những tổn thất nhất định về lực lượng. Dù vậy, Moscow có thể bù đắp những tổn thất này và theo đuổi các mục tiêu cũng như chiến lược lâu dài với những cuộc tấn công dồn dập nhằm làm suy giảm khả năng chống đỡ của Ukraine. Ông Barros nhận định, Tổng thống Putin hiểu điều làm nên thành bại trong cuộc xung đột này là liệu các quốc gia ủng hộ Ukraine có quyết định hỗ trợ nước này hay không. Chuyên gia này kết luận, ý chí chính trị là nhân tố quyết định trong cuộc xung đột, nó không phải là thứ xảy ra trên chiến trường. Lãnh thổ có thể mất, có thể nhượng bộ và giành lại. Nhưng nếu chúng ta quyết định từ bỏ Ukraine, họ sẽ thua. Thực tế thì trọng tâm của cuộc xung đột này không nằm ở chiến trường Ukraine, mà là những gì xảy ra ở Washington. Lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng hệ thống radar Irobis mới trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, khiến quân đội Ukraine khó giành được yếu tố bất ngờ hơn nhiều so với trước đây, Irobis là trạm radar di động mới của Nga, có tầm hoạt động khoảng 150 km và có thể nhanh chóng phát hiện các mối đe dọa cả trên mặt đất và trên không. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, radar Irobis có thể phát hiện hầu như tất cả các đơn vị hỏa lực của đối phương, từ súng cối, đạn pháo đến tên lửa, cũng như các mục tiêu trên không như máy bay và UAV. Irobis cũng có thể hỗ trợ tinh trình mục tiêu nếu cần. Điều này khiến Irobis trở thành một công cụ mạnh mẽ trong cả hoạt động phòng không và phản pháo với tính cơ động cao thời gian triển khai và rút khỏi hỏa điểm ngắn irbis trở thành mục tiêu khó săn lùng cho đối phương kíp vận hành của irbis được bố trí trong một khoang bọc thép đặc biệt để bảo vệ khỏi các mảnh đạn ngoài các binh sĩ điều khiển radar chính kíp vận hành irbis còn có một đội binh sĩ trang bị vũ khí chống uav và thiết bị tác chiến điện tử giúp tăng khả năng sống sót của hệ thống radar này Hôm nay ngày 9 tháng 7, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, tư lệnh lực lượng phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học RCBD của Nga, Trung tướng Igor Kirillov đã có bài phát biểu trước Hội đồng Điều hành Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCVK, trong đó cho biết đã phát hiện một phòng thí nghiệm vũ khí hóa học của quân đội Ukraine. Bài phát biểu được Trung tướng Igor Kirillov trình bày tại phiên họp thứ 106 của Hội đồng Điều hành OPCVK theo Trung tướng Igor Kirillov, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục ghi nhận các hành vi vi phạm của Ukraine đối với các quy định quốc tế, trong đó có Công ước về Vũ khí Hóa học, CVKC. Trong diễn biến mới nhất, Trung tướng Igor Kirillov cho biết, các lực lượng Nga trong quá trình trinh sát kỹ thuật đã phát hiện một phòng thí nghiệm với thiết bị hóa học trong một khu công nghiệp ở tầng trệt của tòa nhà bị phá hủy ở một trong những khu định cư gần Avdiivka. Ngay sau đó, một nhóm trần đoán di động của RCBD đã kiểm tra cơ sở và tiến hành phân tích nhanh. Tại đây, các chuyên gia đã tìm thấy một thiết bị bay hơi xoay bán công nghiệp, hệ thống xả lọc, lò phản ứng hóa học, hệ thống kệ với các đĩa thí nghiệm và thuốc thử trong phòng thí nghiệm. Nhiều thiết bị bảo hộ, bảo vệ da và hô hấp cá nhân như mặt nạ phòng độc cũng được tìm thấy, trong đó có mặt nạ do Mỹ sản xuất và các bộ đồ bảo hộ do Ba Lan sản xuất. Theo phân tích, các thùng chứa trong phòng thí nghiệm cho thấy sự hiện diện của axit sulfuric và natri cyanur, kèm theo thiết bị sử dụng để sản xuất các chất độc hại. Các lực lượng hiện trường đã lấy mẫu theo đúng quy định của OPCVK và chuyển đến phòng thí nghiệm hóa học của Bộ Quốc phòng Nga để phân tích chuyên sâu. TASS dẫn lời lãnh đạo quân đội Nga cho biết, trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã ghi nhận nhiều trường hợp Ukraine sử dụng đạn dược tự chế, được nạp chất độc nói trên và thả từ thiết bị bay không người lái UAV. Quân đội Nga khẳng định, việc sử dụng các hóa chất độc hại, bao gồm acid brucic của Kiev đã được xác nhận bởi nhiều nhân chứng, gồm cả dân thường và quân nhân Nga. Ngày 8 tháng 7, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến Ba Lan để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Andrzej Duda và Thủ tướng Donald Tusk một ngày trước khai mạc Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC. Theo hãng thông tấn báo chí Ba Lan PPA tại Warsaw, hai nhà lãnh đạo đã ký một thỏa thuận an ninh Ba Lan-Ukraine. Ông Tusk cho biết sau khi ký thỏa thuận rằng 19 quốc gia và EU đã ký các thỏa thuận tương tự với Kiev. Cả ông và Zelensky đều muốn thỏa thuận này không chỉ là một tuyên bố thiện chí, đồng thời cho biết thêm rằng tài liệu này bao gồm các cam kết song phương thực tế, chứ không chỉ là những lời hứa suông. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết, hiệp ước mới được ký kết giữa Warsaw và Kiev có các điều khoản cho phép Ba Lan bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga trong không phận Ukraine. Chính phủ Ukraine đã và đang thực hiện các hiệp định song phương với các quốc gia thành viên NATO trong nhiều tháng qua, trong khi chưa thể gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo. Theo truyền thông Ukraine, ông Zelensky cho biết, thỏa thuận mới ký cung cấp sự phát triển một cơ chế để Ba Lan bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga bắn vào không phận Ukraine theo hướng Ba Lan. Ông nói thêm rằng Warsaw và Kiev sẽ hợp tác cùng nhau để tìm ra cách chúng tôi có thể nhanh chóng thực hiện điểm này của thỏa thuận. Truyền thông Ba Lan cho hay ông Tusk xác nhận sự tồn tại của điều khoản trên, nhưng cho biết nó chỉ cho thấy sự cần thiết phải đàm phán về vấn đề này. Hennady Bolohubov, cộng sự của nhà tại Việt Ukraine Iho Kolomoisky và cựu đồng sở hữu ngân hàng Privatbank của Ukraine đã rời khỏi Ukraine một cách bất hợp pháp bằng cách sử dụng các giấy tờ giả mạo. Hãng tin Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine và giới doanh nghiệp cho biết, Bolohubov đã bỏ trốn vì Cục An ninh Kinh tế Ukraine có ý định gửi cho ông thông báo về tình nghi trong vụ án Privatbank liên quan đến các cáo buộc về hành vi sai trái về tài chính và quản lý yếu kém tại ngân hàng thương mại lớn nhất Ukraine, dẫn đến việc quốc hữu hóa ngân hàng này vào năm 2016 do thua lỗ tài chính đáng kể. Holohubov rời khỏi đất nước bằng giấy tờ giả, mặc dù ông nhập cảnh vào Ba Lan bằng giấy tờ cá nhân. Doanh nhân này hiện đang ở Áo, Ngoài ra, các nguồn tin cho biết một lính biên phòng Ukraine đã hỗ trợ doanh nhân này chạy trốn sang Ba Lan, đã bị bắt giữ vào ngày mùng 6 tháng 7. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng, chiến lược của Liên minh châu Âu EU trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang gây ảnh hưởng lớn nhất tới chính khối này. Trả lời phỏng vấn tờ Bin của Đức, ông Orbán nhận định chiến lược thời chiến của EU nhằm hỗ trợ cho Ukraine đang gây tổn thương trực tiếp tới liên minh. Thủ tướng Hungary cho rằng Nạn nhân chính của chiến lược do Mỹ và EU dẫn đầu chính là nền kinh tế và người dân châu Âu. Ông Orbán, người vẫn đang giữ quan điểm trung lập trong hai năm chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, nhận định Nga không phải là quốc gia dễ đánh bại khi Moscow có tiềm lực quân sự, vũ khí và công nghệ. Ông Orbán đã sử dụng vai trò Chủ tịch Hội đồng châu Âu để cố gắng khởi động tiến trình riêng của mình nhằm chấm dứt chiến sự thông qua đàm phán. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong một tuyên bố mới đây cho biết không có gì đảm bảo Ukraine sẽ gia nhập khối quân sự trong thập kỷ tới và nhấn mạnh thêm rằng tư cách thành viên của Kiev phụ thuộc vào việc liệu nước này có giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không. Khi được hỏi tại sao ông không kỳ vọng Ukraine sẽ gia nhập NATO trong vòng 3 năm mà thay vào đó là năm 2034, Tổng thư ký Stoltenberg giải thích không ai nói chính xác là 10 năm, nhưng rõ ràng việc đưa Ukraine vào là một vấn đề rất quan trọng và cần cân nhắc cẩn trọng. Ukraine hiện là một quốc gia đang có chiến tranh. Vị quan chức hàng đầu khối quân sự nhấn mạnh, điều quan trọng nhất đối với NATO hiện nay là tăng cường nỗ lực cho Ukraine để đảm bảo rằng Ukraine sẽ thắng thế. Ông Stoltenberg nêu rõ, đó là điều kiện tiên quyết để Ukraine trở thành thành viên chính thức trong tương lai. Reuters dẫn nguồn tin quân sự giấu tên ngày mùng 8 tháng 7 cho hay, NATO có thể cần thêm 35 đến 50 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn có quy mô từ 3.000 đến 7.000 quân theo kế hoạch phòng thủ mới của khối. Chỉ riêng Đức sẽ phải tăng gấp 4 lần năng lực phòng không của mình. Hiện chưa rõ các đồng minh NATO có thể rút thêm nhân sự từ đâu cho 35 đến 50 lữ đoàn này. NATO có thể điều động quân từ các bộ phận khác của lực lượng vũ trang hoặc tuyển thêm binh sĩ hoặc kết hợp cả hai phương án. Ngoài vấn đề nhân sự, nguồn lực phòng không cũng là một thách thức lớn khác đối với NATO. Cuộc chiến ở Ukraine đã chứng minh tầm quan trọng của các hệ thống phòng không trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự quan trọng. Những hệ thống như vậy sẽ đặc biệt quan trọng đối với Đức với tư cách là một trung tâm hậu cần lớn của khối trong bất kỳ kịch bản xung đột nào giữa Nga và NATO. Đức từng có 36 tổ hợp phòng không Patriot, song hiện con số này giảm còn 9 tổ hợp. Nhiều đồng minh NATO cũng giảm quy mô hệ thống phòng không, sau khi đánh giá rằng mối đe dọa tên lửa từ các đối thủ như Iran sẽ giảm bớt trong tương lai. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine khiến các nước này phải thay đổi chiến lược, nỗ lực mở rộng kho đạn dược và hệ thống phòng không. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay sẽ diễn ra tại Washington, Mỹ từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7. Ngoài đại diện của các nước thành viên, ngoại trưởng của 35 quốc gia được coi là đối tác của NATO cũng được mời đến dự hội nghị lần này. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh NATO kỷ niệm 75 năm thành lập. Tuy nhiên, đây được cho là thời điểm đầy cam go khi khối phải đối mặt với hàng loạt thách thức. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, hội nghị thượng đỉnh tại Washington, Mỹ sẽ tập trung vào ba chủ đề chính. Đầu tiên là tăng cường khả năng phòng thủ và gian đe của các nước đồng minh, vốn được coi là nhiệm vụ cốt lõi của NATO. Thứ hai là hỗ trợ Ukraine, chương trình nghị sự khẩn cấp nhất. Thứ ba là tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu của NATO, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tăng cường khả năng phòng thủ và gian đe của các nước đồng minh có thể là sự thay đổi chiến lược mạnh mẽ nhất của khối này kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Kể từ năm 2014, ưu tiên chính của NATO là tăng cường phòng thủ và gian đe để ứng phó, đặc biệt là sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine tháng 2 năm 2022. Bên cạnh đó, bất chấp sự phản đối của Hungary, hội nghị thượng đỉnh lần này, nhiều khả năng lãnh đạo các nước thành viên NATO sẽ thông qua cam kết tiếp tục duy trì mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine như những năm qua kể từ sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, tức là tương đương khoảng 40 tỷ euro trên năm. Mặt khác, các bên cũng sẽ công bố kế hoạch cầu nối tới tư cách thành viên dành cho Ukraine, đồng thời đưa ra các bước nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Trung Quốc và Belarus đã thông báo rằng họ đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung chỉ cách biên giới Ba Lan, một thành viên của NATO và Liên minh châu Âu vài km. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các binh sĩ từ quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đến Belarus vào cuối tuần qua, Bộ này đã công bố một loạt ảnh cho thấy binh sĩ Trung Quốc đang dỡ thiết bị từ một máy bay vận tải quân sự và cho biết các cuộc diễn tập sẽ kéo dài trong 11 ngày, từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết vào chủ nhật rằng các cuộc diễn tập sẽ bao gồm các hoạt động giải cứu con tin và các nhiệm vụ chống khủng bố. Mục tiêu của cuộc tập huấn là nâng cao khả năng phối hợp của các binh sĩ tham gia cũng như làm sâu sắc thêm hợp tác thực tế giữa quân đội hai nước. Các cuộc tập trận diễn ra gần thành phố Brest của Belarus, gần biên giới belarus ba Lan, cách thủ đô Warsaw của Ba Lan khoảng 130 dặm và cách biên giới với Ukraine khoảng 40 dặm. Binh lính Trung Quốc đã đến Belarus chỉ vài ngày sau khi nước này gia nhập tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO vào thứ Năm. Hôm nay mùng 9 tháng 7, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, phái đoàn huấn luyện quân sự của quân đội Triều Tiên do ông Kim Kum Chon, hiệu trưởng Đại học Quân sự Kim Nhật Thành dẫn đầu, đã khởi hành tới thăm Nga vào ngày mùng 8 tháng 7. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thêm thông tin chi tiết như lịch trình của phái đoàn và mục đích chuyến thăm. Đây là chuyến thăm công khai đầu tiên của một quan chức quân sự Triều Tiên tới Nga kể từ khi chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và tổng thống Nga Vladimir Putin ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện bao gồm điều khoản cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai bên bị tấn công. Hiệp ước được ký kết nhân chuyến thăm tới Triều Tiên của tổng thống Putin hồi tháng 6. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova từng nhấn mạnh, hiệp ước mới giữa Nga và Triều Tiên không nhằm mục đích tạo ra liên minh quân sự kiểu phương Tây và không chống lại nước thứ ba. Cũng theo bà, sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng được thực hiện nghiêm ngặt theo khuôn khổ luật pháp quốc tế và được xây dựng để đóng vai trò ổn định ở Đông Bắc Á. Đại học quân sự Kim Nhật Thành là nơi đào tạo các sĩ quan quân sự ưu tú của Triều Tiên. Ông Kim Jong Ngân từng theo học tại đây sau khi ông từ Thụy Sĩ trở về Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào cuối ngày thứ Hai, 8 tháng 7, và dẫn ông tham quan khuôn viên dinh thự Bên ngoài Moscow, trước buổi hội đàm chính thức tại Điện Kremlin hôm nay, theo hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga, ông Putin đã thể hiện năng lượng tích cực khi gặp ông Modi. Ông ôm nhà lãnh đạo Ấn Độ khi chào đón nhà lãnh đạo ở nhà riêng và chia sẻ rằng ông vô cùng vui mừng khi được gặp lại người bạn quý mến. Tổng thống Nga đã mời ông Modi, người đang có chuyến thăm Nga lần đầu tiên sau 5 năm, dùng trà, hoa quả và đồ ngọt, đồng thời đưa ông đi tham quan khu đất trên một chiếc xe cỡ nhỏ. Các cơ quan thông tấn nhà nước Nga cho biết, ông Putin và ông Modi đã đến thăm chuồng ngựa của dinh thự và xem buổi biểu diễn ngựa. Một quan chức hàng đầu của Ấn Độ cho biết tuần trước rằng việc khắc phục sự mất cân bằng thương mại giữa Ấn Độ với Nga cũng như đảm bảo việc hỗ trợ các công dân Ấn Độ bị lừa tham gia cuộc chiến tại Ukraine sẽ là những ưu tiên hàng đầu của ông Modi ở Moscow. Ấn Độ, quốc gia có mối liên hệ với Moscow từ thời Liên Xô, đã tăng cường mua dầu giá rẻ của Nga lên mức kỷ lục trong thời gian qua. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến đi của ông Modi tới Moscow và mối quan hệ của Ấn Độ với Nga trong bối cảnh cuộc chiến của Nga và Ukraine đã làm dấy lên lo ngại từ phương Tây. Tờ New York Times đưa tin rằng các nhà tài trợ lớn cho Đảng Dân Chủ đang thảo luận về cách để Tổng thống Joe Biden có thể rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 mà không làm ảnh hưởng đến cơ hội đánh bại ông Donald Trump của đảng này vào tháng 11. Đảng dân chủ và những người ủng hộ họ ngày càng nghi ngờ về khả năng đắc cử của ông Biden. Sau màn trình diễn không mấy ấn tượng của ông trong cuộc tranh luận trên truyền hình với đối thủ Trump vào tháng trước, nhiều báo cáo cho biết các đảng viên dân chủ và một số trợ lý của chính ông Biden đã bị sốc trước hành vi của vị tổng thống 81 tuổi trên sân khấu và bày tỏ lo ngại đặc biệt về sức khỏe tinh thần và thể chất của ông để giữ chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Một số nhà tài trợ đã thảo luận về những cách để ông Biden từ bỏ trong danh dự nhằm bảo vệ danh tiếng của mình. Trong khi những người khác tin rằng bỏ cuộc sớm hơn thì tốt hơn, tuy nhiên tổng thống thứ 46 của Mỹ đã từ chối bỏ cuộc đua, mặc dù thừa nhận rằng ông không tranh luận với phong độ như trước. Phát biểu với MSNBC hôm đầu tuần này, ông Biden nói rằng ông sẽ không đi đâu cả và tự mô tả mình là ứng cử viên sáng giá nhất để đánh bại Donald Trump. Chính phủ Mỹ vừa bác tin tổng thống Joe Biden đang được điều trị bệnh Parkinson, sau khi xuất hiện thông tin, một bác sĩ chuyên về thần kinh đã tới nhà trắng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Jean-Pierre phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết, ở đây tôi có thể trả lời một số câu hỏi của các bạn. Tổng thống có từng điều trị Parkinson không? Không. Tổng thống có đang điều trị Parkinson không? Chắc chắn là không rồi. Tổng thống có đang dùng thuốc cho người mắc Parkinson không? Không. Đó là tất cả những gì tôi có thể trả lời. Tuy nhiên, bà Jean-Pierre từ chối bình luận sâu về sự xuất hiện của bác sĩ thần kinh Kevin Connard tại Nhà Trắng. Theo thông tin danh sách khách đến Nhà Trắng, bác sĩ Connart của Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter đã 3 lần đến Nhà Trắng kể từ đầu năm nay và ít nhất 8 lần trong khoảng một năm trở lại đây. Tại đây ông Connart đã cầm gỡ bác sĩ của Nhà Trắng Kevin O'Connell hồi giữa tháng 1 và với một nhân viên khác vào cuối tháng 1 và cuối tháng 3. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thành công trong việc ngăn phe cực hữu chối dậy, nhưng đảng cầm quyền của ông cũng mất gần 100 ghế tại Quốc hội sau cuộc bầu cử hôm mùng 7 tháng 7. Khác với các quốc gia châu Âu khác, nền chính trị Pháp không có tiền lệ xây dựng liên minh sau bầu cử. Liên minh cánh tả NFP không muốn hợp tác với liên minh trung dung của ông Macron để cùng nắm quyền. Đảng nước Pháp bất khuất LFI hiện có ảnh hưởng nhất trong liên minh cánh tả. Lãnh đạo đảng này là ông Jean-Luc Mélenchon đang là người có cơ hội trở thành tân thủ tướng Pháp. Nhưng liên minh trung dung của ông Macron coi đảng LFI có tư tưởng cực đoan không khác gì đảng cực hữu RN và loại trừ khả năng hợp tác. Theo CNN, điều mà ông Macron có thể hy vọng là sự chia rẽ trong liên minh cánh tả để phe trung tả có thể tách ra và ủng hộ liên minh trung dung. Đối với đảng đối lập cực hữu của nữ chính trị gia Marine Le Pen, tuy thất bại trong cuộc bầu cử, nhưng tầm ảnh hưởng của đảng đối lập vẫn đang không ngừng cải thiện. Với sự phân cực sâu sắc trong quốc hội Pháp, không có hy vọng nào cho những cải cách lớn ở cấp độ quốc gia, CNN nhận định. Không một đảng nào trong ba chính đảng lớn ở Pháp có thể áp đặt chính sách với dấu ấn riêng trong thời gian tới sự phân cực như vậy cũng có thể sẽ tạo ra rào cản trong việc ngăn pháp hỗ trợ mạnh mẽ cho ukraine ông macron từng tuyên bố sẵn sàng gửi quân đến ukraine cho phép kiev sử dụng vũ khí do pháp cung cấp để tấn công lãnh thổ nga bà le pen lại nêu quan điểm ngược lại phe cánh tả do ông melosong lãnh đạo khá kín tiếng trong vấn đề ukraine nhưng chủ trương cơ bản là tránh các hành động leo thang căng thẳng với nga có thể nói ông Macron đã thành công trong việc ngăn phe cực hữu trỗi dậy nhưng lại đẩy nước Pháp vào hỗn loạn với sự phân cực sâu sắc trong quốc hội. Thông báo từ văn phòng tổng thống Pháp nêu rõ, ông Macron đã yêu cầu thủ tướng Attal tiếp tục vai trò thủ tướng trong thời điểm hiện tại để đảm bảo sự ổn định của đất nước. Trước đó ngày 7 tháng 7, ông Attal thông báo sẽ đệ đơn từ chức theo truyền thống chính trị của Pháp nhưng cũng cho biết thêm rằng ông đã chuẩn bị để tiếp tục đảm nhận cương vị này lâu hơn trong vai trò quyền thủ tướng nếu được Tổng thống Macron yêu cầu. Báo Le Monde dẫn dữ liệu của Bộ Nội vụ Pháp cho thấy trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới NFP đã giành được 182 ghế. Liên minh trung dung cùng nhau Isembo của Tổng thống Emmanuel Macron đạt 168 ghế và Đảng Tập hợp Quốc gia RN của bà Le Pen và các đồng minh giành được 143 ghế. Tổng thống Macron được cho là đã triệu tập các đồng minh để bàn về các bước đi tiếp theo. Tân thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tốt hơn với liên minh châu Âu. Phát biểu được ông Starmer đưa ra trong chuyến thăm đầu tiên tới Scotland. Nhà lãnh đạo Anh đã mô tả thỏa thuận đạt được giữa liên minh châu Âu và Anh dưới thời thủ tướng Boris Johnson của Đảng Bảo thủ là tồi tệ. Ông đồng thời nhấn mạnh nước Anh có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn nhiều. Cũng theo ông Starmer, nhiều cuộc thảo luận đã được lên kế hoạch cho thời gian tới nhằm tăng cường quan hệ thương mại, nghiên cứu và quốc phòng EU. Tuy nhiên, ông cũng cho biết những cuộc đàm phán đó trên thực tế đã bắt đầu ngay khi nhà ngoại giao hàng đầu của ông thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Đức, Ba Lan và Thụy Điển. Trước đó, trong phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại của nước Anh, dưới thời chính quyền do công đảng lãnh đạo, Ngoại trưởng Anh David Lamy khẳng định Anh sẽ thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu và vẫn kiên quyết ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại cam kết của Thủ tướng Stammer rằng anh sẽ không trở lại thị trường chung liên minh châu Âu sau khi cử tri anh đã bỏ phiếu rời khỏi liên minh chính trị và kinh tế này năm 2016. Sputnik thông tin, quân đội Đức sẽ rời khỏi căn cứ không quân tại Niger, nơi được sử dụng làm trung tâm vận tải quân sự vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Lý do được đưa ra là các bên không gia hạn thỏa thuận liên quan đến căn cứ không quân này. Truyền thông Đức trích dẫn một tài liệu của Bộ Quốc phòng nước này trình lên Quốc hội cho biết, các cuộc đàm phán với chính quyền mới của Niger đã từ chối cấp cho binh lính Đức quyền miễn trừ truy tố. Quân đội Đức đã sử dụng căn cứ ở thủ đô Niamey của Niger từ năm 2013 làm trung tâm tiếp tế cho lực lượng vũ trang của nước này ở quốc gia láng giềng Mali, nơi đóng quân trong khuôn khổ phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chính quyền Niger lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 7 năm 2023. Kể từ đó, chính quyền mới đã chấm dứt các thỏa thuận quân sự với Pháp và Mỹ, dẫn đến việc quân đội hai quốc gia này buộc phải rút khỏi Niger. Thay vào đó, Niger tìm đến sự hỗ trợ của Nga. Đài truyền hình nhà nước Niger RTN hồi tháng 4 năm nay cho biết, các chuyên gia quân sự Nga đã đến Niger để huấn luyện chiến đấu và triển khai hệ thống phòng không tại nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây cho biết, Ngân sách cho bộ này trong năm 2025 thấp hơn đáng kể so với yêu cầu. Trước đó ông Pistorius đã tìm cách tăng ngân sách quốc phòng hàng năm thêm 6,7 tỷ euro, tương đương 7,25 tỷ đô la Mỹ cho tài khóa 2025. Cả Bộ trưởng Quốc phòng và chính phủ Đức đều không cung cấp thông tin chi tiết về ngân sách dành cho quốc phòng. Trong tuyên bố, ông Pistorius nhấn mạnh, ngân sách dành cho quốc phòng thấp hơn đồng nghĩa với việc ông không thể tiến hành một số công việc nhanh chóng. Do đó bộ quốc phòng Đức sẽ phải thích nghi và sử dụng ngân sách hợp lý nhất. Đến đây bản tin toàn cảnh quốc tế ngày mùng 10 tháng 1 ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.